Sau 4 ngày được lắp đặt máy lọc nước bằng công nghệ Nano Bioreactor Nhật Bản, tại đoạn sông Tô Lịch được chọn thí điểm, bước đầu mùi hôi thối đã được cải thiện. Theo người dân sinh sống quanh khu vực đang được thử nghiệm hệ thống công nghệ Nano Bioreactor Nhật Bản, mùi hôi đã giảm đáng kể dù Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của nắng nóng. Dòng chảy cháu thấy không? Thực tế là rất là trong mà nó không còn cái mùi nữa. Đấy, nó không hôi nữa. Cái môi trường đúng là cải thiện đáng kể luôn. Dân rất là mừng luôn. Nếu mà được duy trì như này thì cô nghĩ rằng là rất là tốt. Quan trọng là cái mùi hôi của sông không thấy phát lên nhiều, cho nên là dân có thể đứng xung quanh đây mà không thấy mùi như thế này mà tôi đứng được là tương đối tốt. Thế bây giờ làm nào mà nó chạy được thường xuyên và cho cái nước nó hết màu đen đi thì tuyệt vời. Hiện nay sông Tô Lịch đang tồn tại 3 vấn đề chính: mùi hôi thối, lớp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông. Các chuyên gia Nhật Bản khẳng định hệ thống Bio Nano được lắp đặt dưới lòng sông sẽ giải quyết triệt để được các vấn đề trên.